Trước tình trạng nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng, bùn đất, phế thải phục vụ dự án xây dựng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội làm rơi vãi gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, liên ngành các cơ quan chức năng quận Cầu Giấy đã vào cuộc kiểm tra xử lý. Tuy nhiên, chỉ cần một xe bị tổ công tác xử lý, các xe khác lập tức án binh bất động hoặc quay đầu thay đổi lộ tuyến, gây không ít khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm. Theo ghi nhận thực tế, các xe tải chở bùn đất, phế thải từ dự án công viên Hồ Điều Hòa trên đường Phạm Hùng hoạt động rầm rộ, nhiều xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải, che chắn sơ sài, làm rơi vãi bùn đất, vật liệu xây dựng ra đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế, tối ngày 23 tháng 10 năm 2020, tổ công tác liên ngành gồm đội trật tự giao thông quận Cầu Giấy, đội cảnh sát giao thông số 6, đội cảnh sát trật tự công an quận Cầu Giấy đã phối hợp tổ chức lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm xe quá tải, chở vật liệu rơi vãi trên địa bàn. Ngay sau khi ra khỏi dự án công viên Hồ Điều Hòa trên đường Phạm Hùng, xe tải mang biển số 29C69380 đã bị tổ công tác dừng để kiểm tra. Tài xế điều khiển phương tiện là Ngô Việt Cường đã không xuất trình được giấy tờ xe, thậm chí lái xe này còn loanh quanh, cố tình không chấp hành và liên tục điện thoại gọi cho chủ xe cầu cứu. Một chuyến chạy này được bao tiền? Em đi chạy thuê anh ạ. Không, chạy thuê là một chuyến này được bao tiền? Một ngày công được 200-300 thôi anh ạ. Đi công tiền cả đi anh. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, Thịnh Bích, Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Khi thấy tổ công tác làm việc, các xe còn lại trong dự án công viên Hồ Điều Hòa trên đường Phạm Hùng đã dừng lưu thông, nhiều xe không chở hàng mà quay đầu thay đổi lộ tuyến. Chính vì vậy, trong suốt nhiều giờ đồng hồ, tổ công tác làm nhiệm vụ tại đây chỉ xử lý được duy nhất một xe. Có thể thấy, việc kiểm tra, xử lý đối với những phương tiện này không hề dễ dàng, bởi các đối tượng luôn áp dụng mọi cách thức nhằm trốn tránh sự kiểm tra xử lý của tổ công tác. Cùng lúc đó, một tổ công tác khác cắm chốt trên đường Phạm Văn Đồng cũng xử lý các trường hợp xe tải có dấu hiệu vi phạm. Xe tải mang biển số 29C03877 bị tổ công tác dừng lại để kiểm tra do chở vật liệu xây dựng, không che chắn. Lái xe này cũng không xuất trình được giấy tờ. Có rất nhiều các cái thủ đoạn để trốn tránh, xử phạt. Ví dụ như là cho người đi theo dõi lực lượng chức năng, khi các cơ quan chức năng làm việc ở đâu, thì các lái xe và các cái lực lượng của họ thông báo cho nhau để tránh các cái chốt kiểm tra của lực lượng chức năng. Cái thứ hai là khi bị phát hiện, thì một số các lái xe là chây ý, cố tình không xuất trình giấy tờ, khóa cửa xe bỏ đi và gọi điện cầu cứu này nọ khắp nơi và rất gây khó dễ lực lượng chức năng, đặc biệt là hành vi là đối với những cái xe tải trọng lớn như này. Do các xe đều không xuất trình được giấy tờ, tổ công tác đã lập biên bản và đưa các xe về bãi để xử lý theo đúng quy định. Ngoài hai xe trên, tổ công tác còn phát hiện xử lý thêm 3 phương tiện khác cũng vi phạm lỗi tương tự. Như vậy, chỉ trong đêm ngày 23 tháng 10, tổ công tác đã lập biên bản và đưa tổng cộng 5 phương tiện về bãi để chờ xử lý. Với mật độ phương tiện đông đúc, hoạt động các xe tải trên đường Phạm Hùng từ lâu đã khiến đây trở thành một điểm nóng về xe quá tải. Trong thời gian tới, tổ công tác liên ngành quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm.